ăn nha các bạn. Quá trời luôn. Lương đậu. Lương đậu. Cái này lương lá nhào nha. Rất là ngon luôn nè. Cái này là mà mới giết nó xong rồi. Còn sống nè. Wow. Lương này ba mình giăng câu nha các bạn. Rất là nhiều luôn nha. Đang bằng lương nha các bạn. Con lương này nó bự quá. Đập mấy lần nó mà nó chết luôn. Nó nhảy. Lương này rất là ngon nha các bạn. Trời. Cái này là ông bé nhào là ngon hết sảy luôn. Ăn với rau ngổ á. Lương này là lương đồng nha các bạn. Có lương. Bây giờ ba mần lương xong nha các bạn. Giờ mình đi chế biến nha. Đầu tiên củ hành tím nè. Lá nhào non nè, rất là ngon nha. Tỏi bầm nha. Rau ngổ nha mọi người. Nước mắm chấm nha. Rồi bây giờ mình đi nấu nước dùng nha. Nấu nước lương nha. Cái này gồm có mình thắng mỡ tỏi, mình xào curry, xào bột curry xong rồi mình cho nước cốt dừa vô nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ lá nhào vô cho nó thấm nha. Một lớp lá nhào ở dưới xong rồi mình mới bỏ lương lên nha các bạn. Giờ mình đang bỏ lá nhào. Mình nấu tí xíu cho lá nhào nó thấm á. Nó xong rồi mình bỏ lương vô nha. Rồi bây giờ mình bỏ lương vô nha mọi người. Rất là ngon luôn, nhìn là hấp dẫn quá luôn. Con lương con nào cũng mấy to to không. Mọi người thấy cái clip này hay thì mọi người hãy nhấn đăng ký giùm ủng hộ mình nha. Và đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.